Dạ con chào chú Hai ạ. Con xin mời chú Hai nói giùm con phần 2 là cuốn sách của chú viết, là cái phần 2 là cuốn sách đó có tựa đề là gì, Phật môn của chú Hai. Chú Hai chia À, sẻ giùm con. hạt giống Phật môn. Dạ. À, quyển sách là tôi viết vào năm 2011. Dạ. Giờ đọc tiếp phần 2 ha. Dạ. Rồi. Người trí dược dục lạc, tham dục kia chẳng giàu, nhìn suốt cõi phù sinh, đỉnh cao là tệ giác. Một bát cơm trắng dạ thấy thanh, một niệm Bồ Tát Phật dây quanh, một tâm một ý đương ý thiện, một kiếp luân hồi thoát rất nhanh. Đường Quán Thế Âm, đường tri diệu đế, giả đường vô lậu, đường thân cực lạc. Có lên đỉnh núi thấy trời cao, đã xuống biển sâu biết đất dày. Người nghe được đạo phân tốt xấu, dễ đâu kiếp người đủ phúc đầy. Nên biết một bụng đầy lấy kinh thư cũng không bằng người đó làm một việc thiện. Người đó làm một việc thiện cũng không bằng chấp chứa cả đời giữ lấy tấm tâm nhân. Nói không trúng lý, tha rằng đừng nói. Một lời nói không trúng thì nghìn lời khác đều vô dụng. Miệng lưỡi là cánh cửa rước lấy cái quả phúc. Một lời nói có thể thịnh đạo, một lời nói có thể mất đạo. Bậc thánh thành Phật không phải lo không có cái quả vị Phật. Kẻ phàm phu muốn cầu thành Phật, ngày đêm tâm trí chẳng tự tại, ngày thức đêm thức để giữ cái ham muốn ấy, trái lại cuối cùng vì kiệt sức mà chết. Lấy thành có khi phải dùng đến cả thiên binh vạn mã mà được. Mất thành có khi chỉ vì một quốc sắc thiên hương mà mất. Ở trong xóm ngay thẳng, tối ngủ không cần đóng cửa. Gần một người gian xảo, phòng gian 10 ngày cũng không thể phòng mãi suốt đời. Nên nhớ lấy, trời có khi sấm sét mà lại không mưa, mỹ ngọt ngon mãi treo nhữ có khi lại đưa người đó xuống chín suối. Ngó lên trời xanh mà lòng không hổ thẹn, ngó xuống tận 3 thước đất mà lòng không hổ thẹn, thì không cần phải lo sợ người thế gian đàm tiếu. Không lấy đạo ngàn năm để trị quốc, mà chỉ ưa thích trong cảnh uy quyền sung sướng có hưởng một kiếp rồi thác, nhưng sẽ để lại cho đời lắm tiếng thị phi. Bài thi: tháng nổi lòng người ai hiểu kham, mắt trời dò xét việc ngay gian. Năm ngoái lấy đồ trong xóm Bắc, ngày nay về ở tại xóm Nam. Quá rơi quá nở rồi quá rơi, gấm kia giải nọ sẽ đổi dời. Nhà giàu chưa hẳn phú hào mãi, kẻ khó nào đâu mãi tả tơi. Càng gian càng xảo càng nghèo mang, trời kia vốn chẳng dung lý tà. Giàu sang có được do gian xảo, thằng khờ cũng biết chỗ làm quan. Càng gian càng xảo nghèo càng mang, trời kia vốn chẳng dung lý tà. Giàu sang có được do gian xảo, thằng khờ cũng biết chỗ làm quan. Tổn người hại mình chẳng hưởng lâu,
Người thiện, người hiền, tất yên thân, biết hiểm, biết nguy, không trùng bước. Tháng mấy hiển đạt quả theo số. Của ở phí đạo, quả đi theo. Rượu ở người say, mất thâm tình. Ghen ghét tại ta, không nhàn hạ. Sửa mình, lấy đức, phú hào đeo. Một chấm lửa nhỏ đốt cả rừng. Một lời nói quấy tổn đức ngay. Thân mình mặc áo nhờ người dệt. Tích thiện tồn nhân con cháu hưng. Hỏi sao quả phúc cứ đến hoài. Bởi vì sai đúng chẳng phân hay. Một dải nón xanh màu u ám. Quá lành màu sắc cũng đổi thay. Vô cớ mà được nghìn vàng, nếu không phúc lớn thì là quả theo. Người thợ muốn tay khéo làm, trước là gỗ tốt, sau là thuận duyên. Bài xử thế. Hết thảy việc phiền não phần nhiều, đều do chỗ bất nhẫn mà sanh ra. Gặp cơ hội nào, hoàn cảnh nào, cũng phân không phân tranh. Cũng không nên cãi, mà phải bình tĩnh sáng suốt nhận định mỗi lẽ. Nên nhớ, trời đất rộng thênh thang, người đời không thể đi ít bước mà đã giáp. Nên nhớ, trời đất rộng thênh thang, người đời không thể đi ít bước mà đã giáp. Có câu, thần thánh như tổ môn thánh hiền, dịch nghĩa gần người hiền như tới cửa Phật về. Sử thân, trong nhà không thấy cha hiền, ngoài nhà không thấy bạn tốt, thì khó mà lập thân chánh kiến. Nết tốt, giữ trăm nết hạnh tốt, dĩ như gương sáng ấy không bụi. Nết sáng không ham thiện, tâm ấy có Phật tâm. Có câu, di thiện chi đương ngã hữu ký, hữu huệ giữ nhân. Dịch nghĩa, làm lành đấy là ta đã có ơn cùng người. Người chẳng nghe thấy được đạo thì chẳng hiểu. Thấy được việc lành, lòng dạ có trong sạch thì tinh thần mới thông thả. Miệng lưỡi mãi dèm pha thì tự giết lấy thân mình. Tri hiểu trăng từ đâu có để ta đắc bắt bóng. Trăng từ đâu có để ta bắt bóng. Đạo từ đâu có để ta học lấy. Sinh ra lớn lên gần thượng minh, giữa chốn chợ đông biết xử lòng. Người thiếu trí khôn không thượng hạ, dễ bị người đời xa lánh khinh. Trượng phu dịnh tiết như núi Thái, đón nên đón bài chẳng làm liều. Cho nên cứng rắn không khinh trọng, được mấy có chi phải vòng cầu. Kẻ nhẽ lời dân ít lòng tin, người khen trước mặt ắt chê sau. Kẻ chẳng nghĩ xa thành rồi bài, xứng thu kinh sự hái quả minh. Đã cùng hẹn ước giúp cho nhau, công việc trước sau thuận với lòng. Hoạn nạn sớt nhau cho buồn tuổi, hoạn nạn sớt nhau khi buồn tuổi, mừng nhau khi gặp thiện giúp nhau. Bài thi. Nhà châu nhân đức được gian sang, tụ dương vô đạo mất nước nhà. Biết thiện chẳng làm bằng chưa biết, người khôn tầm đức ắt sên sang. Thấy ác chẳng phiến là bù nhìn, phiến mà chẳng được nên lánh xa. Gần ác như thân vào miệng cọp,
biết tùy quyền biến nhẹ thân mình. Ở lâu cối rẻ ta chẳng nên, hiểu nhau phải lẽ sâu nghĩa tình. Ba năm gặp lại như mới đó, dẫu xa ngàn dặm mãi kề bên. Ở địa vị cao phòng nguy hiểm, giữ tránh nhiễm nặng phòng bỏ rơi. Ăn ngủ chẳng yên vì phú quý, núi cao lên xuống chẳng thảnh thơi. Nên biết nuôi một mệnh ở người sĩ đức, hơn có trăm mệnh thiếu đạo nhân cầu thân. Giao hữu chơi với người tốt như gần mùi thơm lan quệ. Một người trồng ra mỗi người đều thơm lây. Chơi với kẻ xấu như ôm con leo trên tường. Người lỡ chân thì cả hai đều mang họa. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Gần người hiền thì sáng, gần người tài thì trí, gần người lành thì đức. Gần kẻ sĩ thì khôn, gần kẻ ác ngu thì ám muội. Gần kẻ tham thì sanh loạn. Nên biết suy việc đời xưa để xét việc đời nay. Muốn biết được vị lai thế nào, ta hãy xét về dĩ vãng, thì ta không còn nghi hoặc. Cây có dung bón gốc rễ mới vững, thì cành lá mới tốt tươi, mới có thể làm rường cột như loài chim sẻ mê mồi, thì nó ngó bốn phía. Còn loài chim én thì nó lại ưa nằm, nên không cần phải lo sợ gì cả. Quả phúc đều ở tại lòng người, kẻ mưu sâu thì kế độc sâu. Biết làm phúc lớn thì hưởng phúc lớn. Phép dương gian tuy kính nhưng cũng dễ qua. Còn cửa âm phủ thì có thưa, vậy mà cũng khó lọt. Bài thi: xá dòng danh lợi lên non, đèn soi trí huệ thừa án hưởng nhàn. Nỉ non suối biếc rừng nhu, chớn thấm màu nhiệm hạ thú mặt đời. Dũng ngài ký tế âm dương, tinh thần đạo đức cùng thương muôn lồi. Chiều chưa khí quyết đề quề, hạt reo thượng đỉnh rồng đề hộ thân. Liễu thông đã rõ cớ màu, thầy phóng tước phẩm công hầu một khi. Vì đời bình trị an nguy, diễn màn thánh đức giáo ý cội nguồn. Tưởng đà lập chí tu hành, môn thuyền liễn đạo sáu cành hành thông. Càng khôn tâm giáo điều hòa, phá rồi tứ khổ làm nhà Tây Thiên. Ngờ đâu vẫn mạng chẳng yên, thiên thủ trước án thầy phế chuẩn thàn. Trần gian rảo bước làm nhà, chơi đàn tiếng Phật điều hòa dần thí. Sự chí nam nữ quên đường, thuyền từ của lão dẫn xuôi theo dòng. Quẩn quanh khắp ngõ cùng nơi, tìm người đạo đức thảnh thơi luận bàn. Ngờ đâu mãn lão vô phần, nên đành lặng lặng ẩn thân mà ngồi chờ. Bãi hay khương thượng đăng đàn, đã phấn trống đục bẻ bàn xuống sang. Tưởng rằng Phật ở trên mây, về đâu tại thế đứng đi bình thường.
người sang kẻ khó giật mình, thì là khôn dạy chống kình bằng không. Đề tên phong thánh dễ nào, vì tránh quyền lợi rốt vào âm tí. Thương đời tá để dần thi, màn trời chiếu đất còn chí để bàn. Bài tâm tư, tâm tư, bài tâm tư. Tuổi nhỏ đã quyết tầm thầy, lên miền bồng đảo quải đầy thuốc linh. Tu tâm luyện tánh vững vàng, luân hồi thoát khỏi mẫn càng sống lâu. Thành tâm học đạo cao sâu, linh đài hái thuốc ngại đâu nhọc nhằn, nơi này có vị tiên hay. Tuổi mười vạn tám nghìn nay vẫn còn giải bài xin bái sư tôn, nhờ thầy dẫn độ khái đường trường sinh. Giải rằng trong phục linh đơn, lên non thì khó xảy chứng một giờ. Ngồi thiền bài quyết linh thông, căn bản trường trụ tại trong lục hòa, Như Lai tám bụ đủ đầy. Bền lâu thanh tịnh, trí giáo đề huề, đổi già ra trẻ dễ nào, siêu lên cõi thánh đường trời đấu xa. Ba năm trên cõi tiếng mà, so thân tục lỵ khác là khi xưa. Mười châu bá đảo thông dông, chân trời góc biển một lòng tiêu giao. Đổi ra dẫn số lục đình, trời thì tám bụ, người tinh khí thần, ngũ hành sanh kiết đủ đầy. Thân ngũ hành sanh kiết đủ đầy, thân người sáu món đảo dày mới thông. Cao thâm lậu tận tuyệt vời, quyền quán nhất khiếu sáng ngời tâm linh. Mười hai thập nhị đổi hình, thiện can biến hóa hữu tình càng khôn. Vô thường chẳng dám trực chờ, tiện thiên khái ngộ lãnh cờ ngọc hư. Ba khắc dạo hết năm non, tứ hải thẩm giếng không đầy một giây. Nế quần ngọc trầm tam đình, khái liền nguyệt cảnh hữu tình luận thi. Càng khôn giao thủ đề huề, âm dương hiệp nhất làm nhà khai thiên. Biến thành tí ngọ khả thông, hào quang sáu quẻ hòa trong nhất thành. Rõ điều ba khắc sớm chiều, lên xuống xuống đón điều thực hư. Quả lư nay đã trổ mồi, thiện thông triệt địa tỏ ngồi đài sen. Hãy hãy lẩu tận bồ đoàn, ngồi thiền tính quyết chỉ còn hư không. Càng khôn chấn tốn khảm ly, thủy quả ký tế hiệp quy đường về. Tâm triền phản bổn hoàng nguyên, khai đàn bái Phật dẫn miền bồng lai. Khảm ly đức đoạn chơi giới, khôn đòi hiệp cấn chẳng nơi cõi nguồn. Chớn thuyền dò động hư không, không mà khắc có ở trong vũ hoàng. Tinh thần chọn lý cao thâm, trí đài bất thối trí tâm dục làm. Ba xe chở đủ vàng rồng, cương đồng tứ mã lưỡng đồng phi thăng. Thiên thơ khó nói cho vừa, đồ thơ không thể trao bừa ngoại lai. Thôi thì chẳng đặng tiếng thần, khả thi dưa muối tái lần chuỗi đan.
xuyên mài đạo đức thông hành, tầm cơ thoát tục quá sanh niết bàn, báo lời khuyên nhủ ân cần, trị minh đạt lý muôn phần siêu thăng. Tiếp đến là bài Trường Thiên. Cùng một giống nhân loài chủng tộc, hãy thương nhau đùm bọc khốn cùng. Nhìn xem ôi hỡi nữ nam, có chí bền bị để ta giữ hoài. Trước vũ trụ tham phân cam thân phận chịu, quyền tử sinh đâu phải do mình. Thân rồi già khổ tứ quy, điều hiu quạnh quẻ người đi kẻ sầu. Một anh linh tâm từ nung đúc, cất bước lành tầm nẻo siêu sinh. Vật chi nắm bắt ngoài tay, lo âu gìn giữ cũng bay quá mạnh. Dòng cương tỏa ra ngoài giới hạn, phá mấy đồ bể ngạn sông mê. Thiện thơ tỉnh giấc thần kế, thì là có Phật chuyển ý đường về. Mây phất phới du dương cởi hạt, nhìn cảnh đời xuyên tạc dệt thiêu. Trắng đen cũng tán một gò, sáu bằng tích phước tụ cho nhẹ nhàng. Phật với tiên thường xuyên nhắc nhở, dùng quyền linh khai mở trí phàm. Quyền cơ khổ nổi giải bài, chờ người tâm đức trái tài gái ngoan. Ngoan đạo đức cán thường lưng lý, ăn ở sau hiệp ý cùng người, thiện mình người khác được vui. Thì là đạo lý rèn chuối tâm từ. Đời là mỏng, ta nên thấy rõ, ráng thực hành lãnh nghiệp tạo duyên. Thẳng đường nhẹ gót cung tiên, vào nơi bạch ngọc miên miên hưởng nhàn. Ảnh thái dương phượng đông rạng chối, đạo không phân trai gái trẻ già. Thiền môn ẩn trú kim thân, cám lồ rửa sạch mười ấn vuông tròn. Trường thế giới ta bà dẫn độ, đuốc Như Lai khai mở khai lộ mở đường. Dẹt tan mây ám sân si, tham mê danh tham lam mê liếng, thuận si chẳng màng. Ai thấy rõ Tây Thiên Phật cảnh, mới lão thông mái nhiễm hành tàn. Thông quan giảng vật vô biên, minh tâm kiến tánh ở yên Phật đài. Liễu sanh tử thoát dòng quán nghiệt, giữ nhàn an niệm chữ Bồ Đoàn. Ai người hiểu rõ đường về, quý hồi phản bổn Bồ Đề vinh thăng. Quên mối nợ lớn hồi giấy trả, chốn dương gian một chuyến ra vào. Mùi đời lắm nổi ngổn ngang, sáu bằng niệm Phật xóa tan khổ ngần. Cõi Tây Phương ra vào tự tại, chẳng quái ngại sầu liếng vui buồn. Phần hòa định tánh nhàn an, xây bồi dung đắp chân quang sáng lòa. Rừng công đức xây tòa Phật quốc, ai chỉ dốc mài miệt tu hành. Cao bay thẳng đến Tây Lầu, phủi dòng nghiệt ngã âu sầu trái quang. Trước Phật đài nêu gương tiêu biểu, người khá hiểu sống ở thác về. Danh thơm theo gió bay xa, tiếng nhớ để lại nghe quá giật mình. Mùi vật chất dò tròn thân xác, thân quý hồi quá đất hiệp thành. Dình tâm nhân nghĩa chẳng phai, đến cơn bệnh mệnh bạc thiện thái bước vào. Mây ngũ sắc dân du tiên cảnh, áo già lam đăng bước vô thường.
lánh nơi khí trượt tầm thanh, mùi lành tiếng Phật siêu sanh niết bàn. Cửa thiên thai khai đường phản chiếu, gọi anh nhi vĩnh yếu tâm từ. Năng lai tỉnh giấc nghiệp trần, mau thành ánh sáng dương thần trời ban. Cửa Tây Phan khả mau đến chốn, diệt trần tình vui hưởng tiêu diêu. Tòa sen báo vật xin đưa, anh nhi án ngự quả xưa đạt thành. Phước tiêu diêu bước vào bạch ngọc, sắc quỳnh quán chiếu rọi sáng lò. Nam mô tam trấn quay nghiêm, thần tiên thánh Phật độ thêm phước lành. Đạt thần thông thiên thơ điểm đạo, niệm Di Đà giải ngộ củ quyền. Sanh tiền tích lũy tu hành, phước thừa giảng cảnh để dành cháu con. Chung thiên thái vui miền lạc hứng, muôn phép tu chân tánh truyền, tâm xa dòng thường phạt càng khốn. Linh quan tánh Phật thiền môn ẩn giàu, người dương thế ám chi danh lời, đến u hèn chốn lấp linh quan. Tháng ôi vì miên định chung, gành sâu hố thâm cũng tuôn nhảy vào. Khiến linh quán chung dùi biển khổ, nghĩ cho cùng có chỗ gì vui. Cho nên đây có đôi lời, phiến người đang sống đương thời hành ý. Hành ý Phật từ bi hỷ xả, bỏ lòng ta diệt ngã si mê. Đừng vì tiếng quyền thần kê, trăm năm bèo bọt về quê mang gì. Xác vô thường có chi bền bì, thì vật chi ta nghĩ đem theo. Chỉ còn niệm Phật gắn ghi, tâm thành đạo cao hồi quy niết bàn. Thuyền bát nhã chèo đưa rước, quy thức vàng điểm đạo từ hàng. Vào nơi bạch ngọc thiên đình, phải thông tam giáo đăng trình chữ nghi. Đức Như Lai trên bên trời đâu xuất, thường giảng kinh diệt tội trường sinh. Người trời tiên thanh đồng quý, xa gần nghe pháp mà ghi vào lòng. Người duyên may có tu học Phật, đâu dễ gì đặng kiếp quang minh. Linh quang cha tạo trời dành, sao ta vì lợi mà đành bỏ ngôi. Người hiếu đạo như ngôi sao sáng, thấy cuộc đời mau chán lợi danh. Chung quanh mùi vật hôi tanh, môn điều cám dỗ lãnh quanh sẵn danh. Mời mở mắt kìa cha cùng mẹ, chữ sinh thành nặng tợ thái sơn. Ai người hiếu nghĩa trước sau, thì là tu Phật dễ mau đắc thành.
nhân với nghĩa trau dồi mực thước, nên bắt chước giúp kẻ đối nghèo, thuyền chèo rước khách thần tiên, xây mây tạo gió bể yên lặng lê phê. Nơi đánh thượng chim lành reo hót, tiếng trong trèo thanh thoát vui đùa. Xuân qua ca hát bốn mùa, vào nơi cảnh vật gió đưa nhạc trời. Người thanh đức vui chơi thông thả, kẻ mặc hạ chẳng ngã quay về. Bao nhiêu toan tính trong đời, cũng không thể giữ hết thời mạng vong. Trước ăn thư ra để xuống bút, lòng chánh dạ nghi ngút thương sầu. Biển trần nam nữ chơi vơi, lòng thương đâu nỡ nghỉ ngơi riêng mình. Cất tiếng kêu long thần hộ pháp, vì nhân sinh mà rủ lòng từ. Phò nhân trợ đức người người cho đời, cảm nhận nụ cười hân hoan. Lập vinh hiển công đầu tu niệm, đắp cà sa màu nhiệm đăng trình. Ra ngoài sanh tử tử quy, tìm về nẻo Phật mà thi đức tại. Ta dũng rủi ta bà khắp chốn, kiếp sống còn gì đau ngại chi. Dạ chú. Đã rồi dạch sẵn con đường, tầm phương cứu khổ miên tròn hàng sinh. Tay đưa kim đoạn lìa tơ tóc, nói rối lòng phụ mẫu phụ thê. Ấu ê dẹp mối can thường, tầm nơi đất Phật vì thương nhân loài. Tìm phương pháp giúp đời cái thiện, giữ từ bi qua đức phục người. Hơn thua tranh biện ngoài tay, nuôi lòng bác ấy chẳng phải với đời. Vì nhân lỗi bung thuyền lướt sông, những mái chèo chẳng ngày gió toa. Phong ba bão táp dập dồn, nổi trôi mệnh vẫn dừng tay chèo. Người thế thái gì danh cùng lời, miễn được mình ai khổ mặt ai. Hãy thân thế cười bừa, dấu đồng một giống cũng bừa hai nhau. Đã biết vậy sao còn tránh biển, đạo chia ranh sẽ với mỗi thầy. Làm cho chánh pháp suy tàn, để đời phải chịu quy nàng tán tâm.
không biết đâu là sai là đúng. Kẻ hiếu nghĩa chê Phật mất nguồn, sao không nghĩ đến quả nhân. Con đường Phật giáo diệt tận luân hồi, diệt mê lê tham lam sân hận, mới cây tà niệm chánh Như Lai. Thì dinh Phật giáo không sai, sao không mà tịnh giới diệt ngay biển bài. Chân nền tảng là nho thích đạo, chỉ nếu lành giáo lý tỳ duyên, lưng hồi lộn kiếp quần nguyên. Quyền quy tham vọng thần tiên cùng nhồi, dây dây trả trả dây thê thiết, không râu rứt niệm Phật tốt nàng, về nơi siêu diệt niết bàn. Ranh tâm nhàn tri chẳng màng lợi danh, nho hiếu đạo từ ân xem kỹ, có gì đâu được giữ trăm năm. Con thiền Bồ Tát ra khơi, đưa người tử khổ về nơi niết bàn. Vui một kiếp rồi đau khổ mày, chịu ngàn năm cứ mãi lưng hồi. Vòng tròn trả lại thành con, sang hèn đảo lộn nói sao cho cùng. Muốn trút bỏ tham mê danh vọng, thì phải toan thiệt tinh hành thiền. Giải xong giấc mộng phù du, tâm không dính bận đường tu sáng ngời. Tu gắng chắc mười phương tiên Phật, thù thắng hạnh qua sông toàn, đắc quả sông toàn. Nhành dương phất nước cam lồ, cho người dương thế hưởng ân phước thừa. Theo chân Phật hào quang chối rồi, chữ ma dội dội bên đường. Về đâu tìm kẻ chân tu, thừa truyền tâm pháp thiên thu hưởng nhàn. Đèn trí huệ nương thầy theo tổ, gọi đuốc lành thiền định Như Lai. Sơn khê rỉ ra suối rào, dỗ dành bác ai thì thầm im tay. Ngồi xem tiếp tri kim quang cổ, thấy đồ thơ lắm kẻ tham tàn. Dạ, con đường chánh giác khai màn, chỉ người nẻo thẳng cầm cân nhân từ. Người trên thế không ham muốn, nẻo sinh tồn vất vả đối no, ngày hai cơm bữa vừa lòng cũng không có đủ. Lắm người gian nan Phật thông quan, từ bi nhân loại, lời nhân từ kêu gọi nữ nam, đồng lòng trước án thiên ngai. Hương trầm phản phất chẳng phải Phật từ.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, tới đây là hết cái clip thứ hai của chú Hai. Dạ, con cảm ơn chú Hai chia sẻ một bài pháp rất hay ạ. Con hẹn mọi người là hỏi clip sau nha. Chào tất cả mọi người. Cảm ơn chú Hai. Oh, yeah.